Bạn ơi, Phúc mà đây. Hôm nay Phúc tại một nhà hàng tên là Badly Farm. Chúng tôi đang ở quận Nam, 175 đường Trần Hưng Đạo. Nhà hàng này rất nổi tiếng tại vì lẩu, nhưng mà họ có các món trên menu như bò bít tết. Là do cái ước mơ từ nhỏ của ông xã em là được mở ra một cái nhà hàng mà mang phong cách đặc biệt để nó phục vụ về ăn uống cho mọi người. Vì người ta hay nói là có thật thì mới vật được đạo mà. Số đầu tiên, Phúc có bò bít tết. Rất thích bò bít tết và bánh mì chảo, nhưng mà bò bít tết này nhìn sang trọng hơn. Ở đây có pate, có bò, cà chua, xúc xích, trung ốp la. Lê hết. Phúc không biết pate này đến từ đâu, nhưng mà pate này rất ngon. Wow. Nào, Phúc đang thưởng thức bò bít tết này. Cũng có bánh mì, nhưng mà một đặc trưng của bò bít tết là bánh mì phải bò hết vô bánh mì. Nhiều đồ quá. Cho nhiều người, món này đủ rồi. Nhiều người sẽ no sau khi ăn cái này. Nhưng mà Phúc Mập không bình thường. Phúc Mập là một người béo phì. Vì vậy, Phúc sắp ăn nữa. Dạ, vẽ thì cái này rất là lâu. Tại vì vẽ những cái bức tranh này đều là dùng tay vẽ không, chứ không có phải là dùng máy móc hay là in lên. Dạ thì là từ cái ý tưởng là mong muốn mang lại cái sức khỏe, dinh dưỡng và món ăn nó có thể kích thích được vị giác, khứu giác và thị giác để tạo nên cái món ăn như vậy. Mọi người ơi, Phúc đến đây để ăn lẩu. Vấn đề là có quá nhiều lựa chọn, cho nên Phúc chọn hết luôn. Có tất cả loại lẩu ở đây. Phúc rất là hào hứng, nhưng mà bắt đầu ở đâu? Ok, so họ cho Phúc
hai loại nước lỗ. Đầu tiên cái này là màu xanh dương, thơm quá. Như vị. Cái này là màu trắng. Cái này là cái gì em ơi? Sữa. Cái này là sữa. Wow. Ngọt hơn cái này. Ok, Phúc nói nhiều quá. Bắt đầu nào. Cho mọi người không sống ở Việt Nam, khi mọi người đi ăn lẩu, lịch sử là đổi đầu của đũa để lấy đồ ăn. So, Phúc sẽ bắt đầu đây. Ở đây có tôm. Tôm đi đâu vậy? Ok, ở đây. Cái này là mướp. Cái này là cá viên. Em ơi, cái này là cá viên đúng không? Dạ, cái này là cá viên, còn màu của cam là tôm viên ạ. Wow. Không biết bên nào cũng được. Sự thật là vợ của Phúc đã là chủ một quán nhậu có đặc trưng là lẩu. Nhưng mà ở đó lẩu nhà hàng của vợ không ngon như này, không sang trọng như này. Đừng nói với vợ, ok? Ok, mọi người ơi, đây là lòng bò và mì and nước lẩu sữa. Rất thú vị. Tại vì trước khi đến Việt Nam, Phúc chưa bao giờ ăn lòng dê, lòng heo, lòng bò, lòng gà. Chưa bao giờ. Nhưng khi Phúc thấy cái này, Phúc nghĩ về hải sản. Nhưng rất ngon. Cái này có mứt, nấm, mì, and tất nhiên lòng bò, the cow intestines. Một đặc sản của Việt Nam. I'm sure other countries eat it too, but it's the đặc sản của Việt Nam. Đối với Phúc, rất khó chọn bánh nào ngon hơn. Bên sữa ngọt quá, rất là ngon, nhưng mà bên màu xanh có như vị, rất khó chọn. Phúc nghĩ tất cả ai. Khi Phúc thấy bắp, Phúc cảm thấy rất là vui, tại vì học sinh của Phúc có một tên cho Phúc mặc là Cui Bắp. Không biết tại sao nhưng mà tất cả học sinh của Phúc nói là Phúc mặc là Cui Bắp. Dễ thương quá. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Phúc muốn gửi một lời cảm ơn cho nhà hàng Bát Ly Phong ở Mút Bãi Nam, Trần Hưng Đạo, Quận Nam, Sài Gòn. Đồ ăn ở đây thực sự ngon. Phúc rất thích tất cả món ở đây. Nếu mọi người rảnh thì đến vào Quận Nam để ăn thử các món ở đây. Cảm ơn đã xem. Đừng quên đăng ký kênh Phúc Mập Vlog. Hẹn gặp lại em. Chúc mừng năm mới. For real, it's the new year now, so.